Bệnh nhân này được phát hiện ung thư tiền liệt tuyến trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ. Thấy bệnh nhân có dấu hiệu điển hình và xét nghiệm chỉ điểm tăng cao, các bác sĩ đã cho làm những kỹ thuật chuyên sâu và được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn tiến triển tại chỗ. Bệnh nhân được chỉ định tiêm thuốc Zoladex kết hợp với một số phương pháp khác để điều trị. Hiện tình hình bệnh đã tiến triển khả quan, sức khỏe ổn định. Mình ở nhà mình cứ nghĩ là nó là viêm đường tiết liệu thôi. Xong rồi mình đi cái mình đái rát này, rát buốt này, xong rồi nhiều lúc lại đái ra máu này. Thế là mình đi mình chữa cái viêm đường tiết liệu nhưng nó không phải. Sau đi siêu âm thì người ta bảo tiền liệt tuyến rồi. Các bác sĩ cho biết ung thư tuyến tiền liệt rất khó phát hiện ở giai đoạn sớm trừ khi người bệnh đi khám bác sĩ chuyên khoa. Theo đó, những nam giới trong độ tuổi từ 50 trở lên hoặc những người có tiền sử gia đình từng mắc ung thư tiền liệt tuyến từ 45 tuổi trở lên nên đi khám để phát hiện sớm. Bên cạnh đó, nếu thấy xuất hiện một số dấu hiệu bất thường về tiết niệu nên đi khám bệnh để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Cái điều trị đa mô thức thì tùy theo giai đoạn thì cái việc mà kết hợp giữa các cái chuyên khoa nó sẽ là khác nhau. Ví dụ như ở giai đoạn sớm thì có thể là điều trị phẫu thuật. Phẫu thuật thì nó cũng có rất là nhiều phương pháp, phẫu thuật mở, phẫu thuật nội soi và đặc biệt là ứng dụng phẫu thuật robot trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt là một trong những cái tiến bộ hàng đầu và rất là may mắn là bệnh viện ca cũng đã ứng dụng cái phẫu thuật robot. Về xạ trị thì cũng có rất là nhiều các cái phương pháp điều trị xạ trị điều biến liều, các cái kỹ thuật xạ trị chuyên sâu dành cho ung thư tuyến tiền liệt. Về nội khoa thì thực sự là điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện ca rất là phát triển. Ở đây thì chúng tôi cũng có ứng dụng những cái điều trị nội tiết, có thể là những cái điều trị ức chế androgen bằng các phương pháp tiêm thuốc nội tiết hoặc là phẫu thuật cắt tinh hoàn hoặc là uống các cái thuốc ức chế androgen khác, kể cả những cái thuốc mà hiện đại nhất mới nhập về Việt Nam thì chúng tôi cũng đã bắt đầu triển khai tại bệnh viện ca, thậm chí là ứng dụng điều trị miễn dịch. Sự phát triển của y học hiện nay đã có rất nhiều những tiến bộ trong điều trị bệnh lý này và tùy vào từng mức độ giai đoạn của các bệnh nhân mà bác sĩ sẽ đưa ra những phác đồ điều trị cụ thể. Thậm chí người bệnh khi không thể phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt hoặc không mong muốn cắt tinh hoàn hai bên thì vẫn có thể có nhiều lựa chọn điều trị kết hợp các phương pháp khác. Bên cạnh đó, việc phát hiện, xác định đột biến ung thư tiền liệt tuyến cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn phác đồ điều trị tối ưu. Về điều trị nội tiết cho ung thư tuyến tiền liệt thì phải nói rằng là nó cũng tùy theo giai đoạn, nhưng mà nhìn chung nhất là ở giai đoạn đã có di căn thì điều trị nội tiết là một điều trị nền tảng. Điều trị ức chế androgen là điều trị nền tảng, điều trị cơ bản trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt di căn. Ở các giai đoạn sớm hơn thì điều trị nội tiết sẽ được phối hợp cùng với điều trị xạ trị. Thì đây là một cái phương pháp điều trị rất là hiệu quả. Và nội tiết nó là một cái từ khái niệm rất là rộng, rất là chung và dùng rất các biện pháp khác nhau như tôi đã kể ở trên. Thì thực sự là với điều trị nội tiết thì nó mang lại cái tùy theo loại thuốc, tùy theo từng phương pháp nhưng nó mang lại cái hiệu quả nó rất là nhanh và bền vững. Và cái quan trọng nhất là cải thiện được cái triệu chứng của người bệnh và mang lại cái kéo dài cái thời gian sống thêm cho người bệnh rất là rõ rệt. Các bác sĩ cũng cho biết để điều trị hiệu quả ung thư tiền liệt tuyến, bệnh nhân nên tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị, không được tự ý dừng điều trị khi thấy bệnh có những tiến triển tốt vì bệnh rất dễ tái phát và khi đó việc điều trị sẽ trở nên phức tạp hơn. Bên cạnh đó, thuốc ức chế tinh hoàn để điều trị ung thư tuyến tiền liệt hiện nay đã có dạng dùng tiêm mỗi 3 tháng mà không thay đổi hiệu quả so với việc tiêm thuốc hàng tháng, giúp bệnh nhân dễ dàng tuân thủ điều trị và tiện lợi trong sử dụng.